xin đi mến chào anh chị và các bạn. Bây giờ thì khoảng 19 giờ. Trước mặt anh chị đó là cầu Tân Thuận, trên con đường Trịnh Minh Thế, để chúng ta về với khu vực xóm Chiếu, bến Bạch Đằng. Thì với video clip này xin đi cuối năm, sẵn tiện đi chợ công nhân, và cũng mời anh chị chúng ta sẽ cập nhật con đường Trịnh Minh Thế về xóm Chiếu nha anh chị ha. Bây giờ chúng ta sẽ vòng lên cầu. Đây là một clip để mời anh chị đi dạo để cập nhật đường phố Sài Gòn. Chỉ đơn giản là vậy thôi anh chị. Coi đường phố đông hay không. Và giờ này là cũng là một cái giờ tan sở làm. Mọi người cũng hối hả để đi về nhà bên mâm cơm gia đình. Riêng Sinh Hy thì mời anh chị chúng ta sẽ ngắm đường phố Sài Gòn. Cầu Tân Thuận, một cây cầu lịch sử của Sài Gòn xưa và nay. Bây giờ thì có cây cầu mới anh chị, nó có hai cây cầu. Và cây cầu Tân Thuận này cái hướng một chiều từ hướng quận 7 để về với lại quận 4. Đây là cái khu vực chợ Tân Thuận đây. Bây giờ thì người dân nhập cư về Sài Gòn sinh sống, đi học, đi làm việc rất là nhiều nên rất là đông xe cộ. Buổi sáng đó thì kẹt xe con đường này nè, kẹt cái hướng từ hướng quận 7 về quận nhất để đi làm. Còn buổi chiều thì ngược lại, và chúng ta sẽ vòng lên cây cầu này anh chị ha. Thanh Y tin chắc rằng những anh chị sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn đã từng đi qua con đường này. Rồi, chúng ta cùng nhau đi nha anh chị ha. Cây cầu bắc qua dòng kênh Tẻ. Mà cái dòng kênh Tẻ là một cái dòng kênh được đào từ thời Pháp. Tẻ, quẹo đó, cua đó. Nó chỉ đơn giản là vậy thôi. Từ sông Sài Gòn Tẻ để về chợ lớn cho nó dễ dàng hơn. Chứ không là coi như những chiếc tàu buôn là phải vào cái dòng kênh Bến Nghé hay chỗ cột cờ Thụ Ngữ, chứ không tẻ vào đây để vào chợ lớn được anh chị. Từ khi khai thông dòng kênh Tẻ này thì việc đi lại giao thương mua bán dễ dàng hơn. Đây là cầu Tân Thuận nha anh chị ha. Bên kia thì có một cây cầu mới, nó có hai cây cầu. Đây là một cây cầu một chiều đây. Thì dọc cái dòng sông Sài Gòn này anh chị cũng biết là đây là một cái khu vực kho bãi cảng Sài Gòn ngày xưa. Nhưng mà bây giờ kho bãi thì không, từ từ sẽ giải tỏa. Sau này thì có nhiều cái dự án, có thể là một công viên, có thể là một cái chung cư. Đó là một cái mảnh đất vàng. Tất cả các cảng là phải dọn ra ngoài vùng ven. Đây là, còn nếu mà chúng ta vòng bên phải là ra con đường Tôn Thất Thuyết. Sinh Y sẽ đi con đường này nha anh chị ha. Rồi chúng để chúng ta về xóm Chiếu, coi xóm Chiếu về đêm như thế nào. Đó, cảng, khu vực cảng đó bên kia anh chị thấy. Buổi sáng á, bên đây đông xe lắm, kẹt. Nhưng mà bây giờ anh chị thấy buổi chiều, tối thì bên kia kẹt, anh chị thấy không? Bên đây đứng đầy nha. Tại những con đường đông này là Sunny ít khi nào mà phải cầm camera tay lắm anh chị, tại vì chạy xe nó rất là nguy hiểm. Kia thì dòng xe hơi, xe gắn máy kẹt hết.
cái đoạn con đường này thì anh chị cuối con đường này thì anh chị có cầu Cánh Hội năm xưa. Đây thì có dọc cảng thì có những cái thủy đài, cái tháp nước rất là cao. Má bên trái là con đường Sớm Chiếu nha anh chị. Đi vào nhà thờ Sớm Chiếu, chúng ta đi thẳng. Thì ngày hôm nay thì con đường Bến Vân Đồn mang theo dòng kênh Bến Nghé rất là nhộn nhịp, được mở rộng, nó không còn những hình ảnh nhà sàn nữa. Đó là một con đường có thể nói rất đẹp nhất ở quận 4. Ngoài ra thì có những con đường như là con đường Hoàng Diệu, con đường Cánh Hội. Nhưng đâu đó thì khi mà đi sâu vào quận 4 thì mình sẽ thấy những cái dãy nhà sàn mang theo cái dòng kênh nước đen. Chúng ta sẽ đi tới cầu Cánh Hội và chúng ta sẽ vòng ra con đường Bến Vân Đồn, sau đó chúng ta về chợ Sớm Chiếu nha anh chị ha. Đây là khu vực con đường Tôn Đản, mé trái. Hình ảnh này thì bảo đảm nó sẽ khác xa hơn xưa rất là nhiều. Và dọc theo dòng sông Sài Gòn thì có những cái du thuyền. Nói thì du thuyền thì nó hơi quá, nó chỉ là những chiếc tàu, trên đó có nhà hàng. Buổi tối thì đi theo dọc dòng sông Sài Gòn, vừa ăn vừa ngắm cảnh. Và mé bên trái là chúng ta sẽ vào chợ Sớm Chiếu. Con đường gì quên rồi ta, con đường tên Linh Linh á, quên rồi. Và đây là con đường Hoàng Diệu. Giờ thì đối với khu vực này thì không còn hoạt động cảng nữa. Nó chỉ là những cái kho bãi trong để người ta thuê chứa hàng thôi anh chị. Và đây là một cái mảnh đất được giải tỏa và sau này trở thành một cái dự án rất là cao cấp, rất là đẹp, mang theo dòng sông Sài Gòn. Đó. Người ta rào tôn hết rồi nè. Ở xa xa đó là cầu quay Cánh Hội, bây giờ hết quay là anh chị. Đây cảng, khu vực cảng Sài Gòn đây. Và Sunny sẽ ra Bến Vân Đồn nha anh chị ha. Thay vì lên cầu thì chúng ta ra Bến Bạch Đằng.
như anh chị cũng biết là ngày xưa mà từ quận nhất qua quận tư thì nơi đây thì có cầu Quay Cánh Hội, cầu Móng, cầu Ca Mắc, cầu Ông Lãnh, nhưng mà bây giờ thì nó có thêm một cái cầu là cầu Nguyễn Trinh Cư ngay chỗ chợ Năng Si đó. Đây là bến Vân Đồn đây, và chúng ta sẽ đi dọc con đường bến Vân Đồn đó, bến Vân Đồn ngày hôm nay đó anh chị. Bên phải chúng ta là chuẩn bị sắp tới khu vực cầu Móng, và Sunny sẽ quẹo con đường Nguyễn Trường Tộ nha, của nhà của cô chú Thuận Hoàng, một khán giả trên kênh rất là thân thương, lúc nào cũng ủng hộ, lúc nào cũng chúc sức khỏe Sunny. Mấy hôm nay thì Sunny bận công việc nhiều quá anh chị, đôi khi thì thả tim thôi, thả tim, bận quá trả lời không mình thì không có kịp, anh chị cô chú anh chị thông cảm cho Sunny. Tất nhiên là Sunny đọc hết á, đọc hết, tại vì mình giống như là một cái diễn đàn vậy đó, có những lời lẽ mà xúc phạm đó, xúc phạm người này xúc phạm người kia thì Sunny sẽ stop cái những cái comment đó lại. Và đây chúng ta sẽ đi thẳng con đường này để ra con đường Hoàng Diệu. Đường xá thì lúc trước mà xin đi, lúc mà làm Nestle thì có một cái kho ở trong cảng Sài Gòn, mướn ở đó, công ty mướn ở đó, và đi ở đây là những cái buổi sáng uống cà phê ở đây, vào những buổi chiều là đi làm về đó, thì con đường này vắng lắm, vắng lắm anh chị, những con đường khu vực này nè. Con đường Hoàng Diệu phía trước mặt anh chị. Rồi chúng ta sẽ đi về chợ Bà Chiểu nha. Đối với chợ Bà Chiểu, buổi tối thì nó trở thành một cái khu ăn uống, còn trong lòng chợ thì cũng tiểu thương cũng dọn hết rồi. Và đặc biệt chợ Bà Chiểu này dọn rất là sớm, buổi sáng đó 4 giờ sáng thì anh chị Sunny có thực hiện một cái clip, thì bà con tiểu thương á, họ buôn bán họ bay ra hết lòng đường, nhìn cái hình ảnh cũng rất là hay, tại giờ đó thì không có ai đi lại hết. Rồi sáng ta dọn dẹp trả lại mặt đường, cái cảnh nhộn nhịp lắm. Ở đây chợ thì tối cốt yếu là bán trái cây rồi bán thức ăn thôi. Chợ thì mới là làm cái rào trắng ở phía giữa nè anh chị. Làm cái rào trắng. Buổi tối thì bán một cái khúm chợ nhỏ ở đây thôi anh chị. Đó, bán ở khúm. Mà một cái điều rất là lạ, chợ là buổi chiều là rác đầy hết á. Mình đi anh chị ha, mình đi ra con đường Đoàn Văn Bơ, Đỗ Thành Nhân.
Rồi Sunny sẽ chạy vòng qua kia chút xíu. À, cũng buôn bán cũng nhộn nhịp, anh chị thấy không đó, người mua kẻ bán đi thẳng là con đường Trịnh Minh Thế. Tới đây thì Sunny sẽ quẹo lại anh chị ha, và cũng đang làm cái rào nè, rào trắng ở phía giữa nè anh chị. Mình sẽ quay lại. Đây là một cái nơi bán ốc. Không biết nơi anh chị sinh sống thì như thế nào, chứ mà ở Sài Gòn thì rất là nhiều cái quán ốc, ốc nhậu, bán đủ các loại ốc. Thôi mình đi nha anh chị. Nơi đây thì bán thịt, thịt heo, thịt bò, thịt gà. Và những con hẻm, con hẻm thì đang băng qua con đường Đồng Văn Bơ. Và ban ngày nó cũng trở thành một cái chợ, nhưng buổi tối thì tiểu thương cũng dọn rồi. Đối với quận 4 thì khu ăn uống nhiều lắm. Chợ Bà Chiểu nè, chợ 200. Rồi một cái khu vực ốc, Thiên Đường Ốc, Vĩnh Khánh, trên con đường Vĩnh Khánh. Ban ngày thì chợ, ôi thôi chợ nhiều lắm. Chợ Sớm Chiếu, chợ Tôn Tất Thuyết, chợ 200, chợ Hạng Phân. Rồi nhiều chợ tự phát lắm anh chị. Chợ Cầu Cống, chợ 200, nhiều lắm. Đây, đây con đường. Đối với con đường Đồng Văn Bơ ngày hôm nay là chúng ta chỉ được quẹo phải thôi anh chị ha. Nó là một con đường một chiều. Anh chị để ý, chỉ từ con đường Sớm Chiếu đi lên thôi, chứ không để đi ngược lại. Đó, Sunny đang đi đúng chiều nè. Đối với quận 4 hay lắm, nó có những con đường hẻm ngang dọc đan xen, rồi những con đường như là con đường này nè, con đường Sớm Chiếu, rồi con đường Tôn Đản, nó nhỏ chứ nó không mở rộng. Với lại mà nếu mà mở rộng con đường này thì không biết tiền đâu mà đền bù. Đó, nhà cửa như thế này phải đền bù cho người ta thỏa đáng chứ người ta mới đi, tiền đâu đền bù. Rồi, trước mặt anh chị đó là cầu Ca Mách. Sunny sẽ lên cầu Ca Mách anh chị ha. Cầu Ca Mách để chúng ta về quận nhất đó. Qua cầu Ca Mách này sẽ tới vài con đường ở phường cầu Ông Lãnh. Nói chứ chợ cầu Muối, chợ cầu Ông Lãnh một thời thôi, nhưng mà bây giờ thì chợ cầu Muối thì không còn tồn tại nữa, chỉ còn chợ cầu Ông Lãnh thôi, mà cũng bán cũng chậm lắm.
Rồi bên phải là dòng xe đi về cái hướng bến Bạch Đằng, và Sunny sẽ quẹo cái hướng bến Bạch Đằng nha anh chị ha. Nó có thể đi xuống hầm, có thể là đi ra bến Bạch Đằng. Thì mấy hôm nay thì khu vực trung tâm Sài Gòn thì người ta cũng đang trang trí như là những cái thảm bông hoa, rồi những cột đèn, dây đèn vân vân, kể cả bến Bạch Đằng nữa. Rồi ngay chỗ tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo thì cũng trồng bông hoa mới lại anh chị. Cái mé trái là đi xuống hầm đó, hầm Thủ Thiêm. Đây, hồi nãy chúng ta bên kia cầu móng, bây giờ chúng ta bên đây cầu móng. Nói chứ anh chị mà không rành về Sài Gòn mà đi theo Sunny thì riết cũng rạch. Con đường này, con đường kia, chỗ này có gì, chỗ kia có gì, chợ búa nó như thế nào. Tất nhiên là mình không có đi sâu vào một nhân vật anh chị. Nếu mà đi sâu vào một nhân vật nào đó quay phải xin phép người ta. Người ta cho quay thì mình mới quay, chứ không phải tự nhiên, cái đó là quyền riêng tư cá nhân. Nên như vậy anh chị thông cảm nha, thông cảm. Ví dụ là mình muốn quay ai đó thì mình phải có một cái tí phí, hoặc là mình có thẻ cộng tác viên nhà báo. Những anh YouTuber bây giờ cũng là từ cộng tác viên nhà báo ra anh chị. Cũng có rất là nhiều người, người ta có thẻ đó, người ta nói chuyện dễ dàng hơn. Tại YouTuber thì bây giờ thì anh chị thấy quá trời cả rừng. Thì mỗi người thì nó có một cái đề tài nào cũng hay hết, và đôi khi đề tài nó cũng hơi nhảm. Nên như vậy mình nói mình là YouTuber thì nó thôi xin lỗi, nó mệt lắm. Rồi đây là bến Bạch Đằng đây, bến Bạch Đằng buổi tối. Coi phố Nguyễn Huệ coi có cái gì không, hay không, để cập nhật với anh chị. Rồi, bến Bạch Đằng buổi tối, bây giờ là bắt đầu làm bông hoa lên nè. Để hôm nào xin đi coi ban ngày á, để coi họ làm như thế nào, cập nhật cho anh chị. Bến Bạch Đằng anh chị, khách sạn Majestic, đôi con đường phố Nguyễn Huệ. Đây bông hoa. Và tới đây thì Sunny sẽ rất là vui thực hiện cái clip này, chở anh chị đi lang thang vòng vòng những con đường thân quen. Và Sunny cũng kính chúc anh chị luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Rồi bye bye anh chị nhiều nha, hẹn gặp lại.